Hello, chào mừng anh em trở lại channel của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà lấy cái tộc tộc quỷ nhé, tộc tộc quỷ tộc wow ấy. Đấy. Thì cái tộc này thì nó chạy rất nhanh vào ban đêm và nó được hút máu khi mà đánh đánh cận chiến ấy. Nói chung là mình thấy nó cũng khá là lợi. Nói chung là tùy tùy bạn sử dụng nó như thế nào thôi. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ vào cái chủ đề chính hôm nay nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách lấy chi tiết cái tộc này. Rồi. Đầu tiên là anh em đến đến chỗ cái đảo zombie ấy. Sau đó thì anh em sẽ nhìn thấy một cái chiếc thuyền ở bên này này. Cái này nó gọi là cái gọi là chiếc thuyền bị ma ám hay cái gì đấy. Đây này, bây giờ chúng xong đi vào này. Đó. Thuyền bị nguyền rủa, đúng rồi. Đây anh em nhé. Thì đầu tiên ấy là cái việc mà bạn muốn lấy cái tộc wow này ấy, thì đầu tiên là bạn phải có đủ 100 cái vật phẩm kỳ dị hay vật chất kỳ dị. Đây này, cái nguyên liệu này, vật chất kỳ dị này. Thì vật chất kỳ dị này các bạn có thể đánh con quái này sẽ rơi ra nhé. Con quái này sẽ rơi ra này. Đó, đây này, đánh những quái này sẽ rơi ra những vật chất kỳ dị này. Thì đầu tiên là bạn phải đủ 100 cái vật chất kỳ dị nhé. Bạn đủ 100 cái vật chất kỳ dị này, sau đó là bạn sẽ săn lấy con bốt ở đây này. Săn con bốt ở đây này. Và nếu là con bốt này thì là nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi nhá. Và con này thì 5 đến mấy phút nó mới xuất hiện một lần. Đấy. Và con này nó chỉ xuất hiện buổi tối thôi. Nói chung là nếu mà các bạn mà treo máy ấy, thì nó sẽ khá là mất thời gian khi mà lấy tộc rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một cái cách mà lấy nó nhanh hơn bình thường. Nên thực ra cái này nó cũng nhanh lắm thôi. Nhưng mà cái này nó phải do nhân phẩm của các bạn. Bởi vì các bạn khi mà lấy con bút đấy thì các bạn phải rơi ra được cái cục lửa màu xanh ấy. Đấy. Thì mới được. Đấy. Chỉ cho các bạn một cái mẹo như thế này. Đầu tiên thì các bạn vào những cái server mà nó vắng người ấy. Đấy. Thì cái tỷ lệ mà bị cái bot nó sẽ ít. Thì cái mình đã có một cái video là hướng dẫn cho anh em cách mà vào server VIP ấy, vào những cái server mà nó chỉ có 1-2 người thôi. Đấy, thế anh em có thể xem, ở mình sẽ để link ở bên dưới nhé, bên dưới phần mô tả nhé, anh có thể vào đấy xem lại. Thì đấy, đầu tiên là mình sử dụng cái đấy, tức là mình sẽ vào những cái server mà nó ít người, vào những cái server mà nó ít người ấy, để tránh cái trường hợp là bị cái bot đấy. Và những cái server đấy thì họ cũng treo rất là lâu, cho nên thường thường là bot nó sẽ có sẵn, nhưng chẳng qua là mình nhảy sang những cái server đấy nó có đúng vào buổi tối hay không thôi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn bằng cái mẹo nhé. Nó như này. Thì khi mà bạn đổi server ấy thì bạn sẽ xuất hiện ở ngay đây. Đây cái chỗ này. Thì nếu mà ví dụ như bây giờ như này là đang là trời sáng này. Đấy, thì bạn chạy ra ngoài. Đấy. Bạn chạy ra ngoài sau đó thì bạn sẽ xem ở đây này. Đấy, ví dụ mặt trời như này này. Thế này là tức là mới có nửa ngày thôi. Đấy, còn rất là lâu thì nó mới lặn xuống. Đấy. Thì các bạn sẽ đổi sang cái server khác. Đổi sang cái server khác mình ví dụ nhé, mình sẽ đổi luôn đây để đổi ví dụ thôi. Đây, ví dụ như trường hợp như thế này này. Đấy là cái mặt trời sắp lặn rồi này. Thế các bạn chờ một lúc để xem là có bốt hay không. Mình xem cái này khá đông nên là mình không biết là có liệu còn bốt hay không. Bởi vì con bốt này khi mà ban ngày thì nó sẽ biến mất rồi. Mình có một lần mình đánh mà nó bị đang đánh dở thì nó bị biến mất. Mình không hiểu tại sao. Nhưng mà mình đoán là chắc là do đến ban ngày nó sẽ biến mất. Cho nên là nó sẽ không có bốt. Và con này nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Rồi, đây. Thì đây khi con bot nó ra nhá, thì các bạn chỉ việc đánh nó thôi. Rồi làm sao để cho nó rơi ra được cái lửa xanh là được. Đấy, con bot này thì nó bị chắc nó bị lỗi làm sao đấy, nó bị mình đánh một cái skill C của trái Phoenix thì nó bị bật lên trên. Thành ra đánh bạn nào có những cái skill mà đánh bị hất lên trên hoặc hất xuống dưới thì nên tránh đi.
cái đoạn đánh bốt này mình tua qua nhé cho nó dễ. Rồi, đây thì xong con đầu tiên thì là mình không 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 nhận được. Đây là cái lúc mà mình đang làm ấy, mình có quay video lại, bây giờ mình sẽ up cho anh em xem để xem đánh bao nhiêu con thì là nó rơi ra được cái lửa xanh. Đây mình đánh đến con thứ năm là ra rồi nhá. Các bạn nhìn này, nó là cái đuốc lửa địa ngục này. Đây, đấy, cái lửa màu xanh xanh này. Đó. Đấy, thì khi mà bạn có đủ 100 cái vật vật phẩm kỳ dị và cái đuốc màu xanh ấy thì bạn đi xuống dưới. Đây bạn vào cái phòng bếp này. Đó, bạn gặp cái thằng NPC này. Đấy rồi bạn nhấn vào đây là xong. Trao đổi cái đó là được. Rồi, đấy, như thế là mình đã trở thành tộc wow rồi anh em. Đây, chạy ra ngoài này cho anh em xem. Đấy, tộc wow nó có hai cái sừng màu đen đen trên này. Có hai cái sừng, thêm hai cái sừng màu đen đen trên. Thật ra thì tộc này ở V1 thì hình như là nó không tăng gì mấy đâu. Ok, như vậy là ở video lần này thì mình đã hướng dẫn cho anh em cách để mà lấy được cái tộc. Ui, nếu anh em xem video cảm thấy hay và bổ ích ý, thì anh em hãy cho mình xin một like nhé. Và nhớ là đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất từ mình nhé. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Bye bye.